đình Thủy xin kính chào ông bà và quý vị các bạn. Hôm nay mình lên nhà Hữu Nghĩa thì có chị Hồng bên Mỹ hỗ trợ cho em 200 đô. Hỗ trợ cho mình, đưa cho mình đặng kêu thợ hồ để làm nhà cho Hữu Nghĩa, tô mấy vách cho Hữu Nghĩa với lót gạch nền cho em luôn. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng đi lên nhà Hữu Nghĩa với mình nha. Giỏi hết sức nay chủ nhật nay chủ nhật cái mấy đứa được nghỉ hết nè. Rồi. Trời ơi, kia mấy này lên bài quá trời nha. Rồi, lên bài mà. Mấy anh này dập dơ quá chừng luôn à. Rồi, cũng có mời anh. Ồ, đá vậy. Tuyệt vời. Con đứng đâu rồi Nghĩa? Ở đằng sau rồi chị. Hai đứa ra luôn nha nha. Này có anh Nghĩa nào đó. Đang đẹp quá Nghĩa. Dạ. Đẹp quá. Sức khỏe anh sao anh Quang? Mày yếu lại rồi. Nay đi làm rồi ngon rồi. Hôm nay bằng nhiều yếu lại. Bằng nhiều yếu lại hả? Thôi nhà cũng dơ rồi, đi đại luôn nha. Đâu rồi? Ơi. Trời ơi, Anthony nữa. Ơi. Dạ ông bà, chào ông bà. Xin chào ông bà. Chào ông bà. Mang quá. Cảm ơn bác hai. Đây đi thẳng rồi, thẳng xuống nhà bếp luôn đi anh coi sạch thế này. Đây cái tủ hôm bữa bữa trở về quay không quay luôn. Không thấy vậy đi đâu. Có gì đâu được chứ hai. Trời ơi. Trời ơi, cái tủ không được gì đó hả? Chưa có gì đâu á, có cái phích không có, à. Có được cái phích. Chào. Tủ bình bên bên bán hai đang vậy hả? Dạ. Nặng điện dữ không cưng? Dạ em khác đóng, em đóng 200 mấy tiền điện hả chị? Ừ. Con đẹp. Bây giờ lấy lót tô tận kiếm ảnh xuống đây lót đây ha. Dạ. Mình mua gạch hôm qua là mình còn dư đại gạch không? Lót hết này nè. Ai không biết nữa, cắt ra cái mình có dư á, thì mua có dư á mà biết có làm tới không biết. Dạ, lấy tô này luôn nha. Cái vách này Nghĩa tính nó làm dừng cái đó đó hả? Thôi kêu người ta tô này luôn. Ô, nha cưng. Để hỏi nghe còn dư gạch không, kêu xây luôn á. Xây nè. Xây thẳng lên. Ừ. Ờ, xây lên. Còn gạch không? Còn gạch để lót nhà xây xây cái bếp. Xây bếp hả? Dạ. Ờ, chứ anh thấy nó xây kính hơn mình nhìn cái cây đó. Ê, không đóng cái giá gì vậy, lấy cái miếng ra lại lấy mạng đi. Nghĩa, cái này xây chừng 300 gạch thì xây lên chừng ngang đầu rồi đó Nghĩa. Lấy cái đó làm cái cửa. Lấy cái miếng vách này làm cái cửa. Hiểu không? Hiểu rồi, anh nói hiểu rồi. Xây cái mua bản lề bắt vô cắt cái chân đó. Ừ, lấy cái vách này làm cái cửa, cái vách đó còn đẹp phải không? Dạ, miếng nó cũng cứng. Dạ. Ờ, lấy cái đó làm cái cửa ra vô luôn, thành cái cầu cửa luôn. Rồi cái bếp thì tạm thời mình nấu vậy đi. Thì nếu có gạch có thể mua gạch thì xây sao? Xe gì cao quá chị à, không tới. Tiếp tiếp đó chỉ còn mình lên em thôi. Cái này cũng phải cắt chân chứ đâu có vậy chứ. Để gì qua cao quá. Sạp bài tính ra. Là... tại chân đâu. Giờ tại mình lót này nè, tính xây cái này trước thì còn cái này thì xây sao? À. Cũng được nữa. À. À. Bây giờ lo cái nào này trước đi. Nè hỏi nó siêu sao cho em lấy cây cho em đặt vô thở nè. Ông hỏi điện hỏi thăm nữa nè. Thế hả? Dạ. Vậy có hỏi thăm tôm mỏng ngày sao không? Ông mới thả là à, nó chở gạch xuống ngoài kia cái con giác vô không đẩy vô nghĩa. Dạ, đẩy xe gùa. Ờ, đẩy xe gùa vô hả? Dạ. Rồi. Cát đủ không? Cát đủ làm nền chứ không? Dạ, đủ anh. Mới chở có 2 xe á. Mới hai... chở sáng rồi sáng điện nói ổng á. Ồ vậy là anh kêu 3 xe dư rồi. Mới chở sáng này hả?
mới trở sáng luôn. Ông này tạc bậy với anh nghe, hứa hứa anh là bữa hôm qua sáng em điện ổng hai cuốc anh không quên á, chưa có nữa. Em nói chút chả có lót bao dưới này. Tồn lẹ kìa. Dừa này ở đâu đây con mua hay là em đi làm á? Nghĩa là nghĩa thêm gì á? Có nghĩa là người ta bứng cái dừa ấy người ta bỏ hả nghĩa? Dạ. Cái xin về uống. Em chặt đi anh, mạnh tay chặt ra. Lót cái bao, mình lấy cái bao lót rồi. Lấy cái bao. Làm như vậy là có ngày nay xong cái cưng mơ đi làm được rồi, khỏe rồi không có dây dưa nữa. Em vô giá vô đó. Hai đứa bữa hổm hổm gà có điểm 10 không nè? Có. Còn con Tài có không Tài? Có không? Nói cho hai nghe coi. Không hả? Tài thua chị rồi. Ngóng đi thì dễ chị hai. Hả? Cái em mua giấy thì cho dễ thử hả? Cái gì chả không lấy nữa. Cái chả nói gì? Con chưa có năng khiếu con ạ. Con ở lại lớp 1 nhé. Anh tự viết luôn á. Tự vẽ, tự chấm điểm luôn hả? Mày viết sai kính tả đó nha. Con chưa có năng khiếu con ạ, con ở lại lớp 1 nhé. Còn chị này hôm qua đi thi vẽ. Mình để cái giờ mấy ổng xuống đây là làm cái này nữa là xong. Có đá không? Hay chị chặn cái nữa cưng quậy đường đá. Để chị em chặt đi nha, anh lên trên thôi. Mở ra cho sáng này nhé. Nãy mình đi ra ngoài chợ mua con gà về. Bữa nay Hữu Nghĩa làm thợ làm còn làm buổi trưa buổi đứng luôn á, là không nghỉ trưa á. Thì bữa nay làm cho xong thì mình có mua con gà về mình chiên nước mắm. Đây con gà nè. Mượn tao mần sẵn luôn các bạn. Mua bún với rau với nước tương, dầu ăn, nước mắm. Sẵn mình mua sao sẵn cho em luôn. Thả chỉ ngay dưới chị em nó lau dọn đây nè. Ừ. Thả xuống dưới hả cưng? Dạ. Đi này luôn lên. Đi lên đợi đi coi. Đi chồng dưới đi. Anh đặt đóng cửa hay? Hả? Đặt đóng cửa lên đợi đi coi. Ừ. Ôi đẹp lại kìa. Mời nó khô cái nó cắn lại. Lau. Cưng lau đi rồi em hồi chứ không chị cưng làm cái món này. Dạ. Chiều khô không? Cái này chiều khô mình thái nước á. Tường á hả? Tường mai khô à. Bạn con hả? Thì đưa bé. Đưa bé. Vậy chơi lại không? Năm 10 lại. 2 năm chơi. 3, 4, 10, 15, 20. Ủa, vậy mình. Ủa sao đóng cửa rồi? Ơi. Đang cân nước đóng cửa chứ đâu đóng cửa đâu. Ôi. Chào. Ôi chào. Khỏe không em? Khỏe. Anh đi voi. Anh đi voi hả? Nãy giờ anh đi mua anh đi chợ mua đồ ăn. Đi mới về hả? Mới về tới luôn. Giờ mình mời người làm ở sau vậy? Đây phải không? Đẹp. Phải làm chỗ nấu. Được. Rồi mấy anh làm nha, ra con với bà này làm cái mồi để họ ăn cơm đó. Hồ thí á các bạn, hay hồ xây.
thấy xe cũng bằng à. Thấy xe bằng Yalo hả? Thắp này nó ngâm gạch. Hay à. Gạch này nghĩa gạch mới phải không? Gạch mới trở về phải không? Dạ. Dẹp điện thoại bắt ngay giùm. Trời ơi, giờ mình rửa đâu được nghĩa? Cái vòi nước luôn nước nha chị. Luôn nước nha chị. Nhưng mà ngồi đâu rửa được á? Đây hả? Ngồi đây đi xả nước ra. Dặn nước máy mình kia xả ra đây được không? Được, để mình vô quấn, ừ. Trời nay muốn mưa rồi. Tâm găm mà. Mới mua mới thấy luôn á, đó giờ cũng chưa thấy, làm gỏi ăn cũng ngon á. Dạ. Giòn. Cái gì thế? Cái bắp hồi nãy. Có ăn cái salad mà bé nhỏ 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 hả? Rồi, không lớn ra đi. Nãy mình chặt con gà xong rồi mình ướp vô đây miếng bột ngọt với cà no. Cho nó thấm, giờ đâm tỏi, bập tỏi vô cho nó thơm, mình cho nó thấm có vài phút hồ đi hả chiên nó tan cái gia vị ra, thấm cho con gà. Đấy là con chiên nước mắm chơi mang. Em không biết làm. Chỉ nó luôn cái đốt làm cho chồng nó ăn. Em chỉ là cái kho với canh chua thôi. Có tiêu không? Thôi mình xa vô đây miếng tiêu à, đừng để ớt, ớt thì mấy nhỏ ăn không được. Dạ có chị. Đây con gà này, gà mà nay gà ở đây nó rẻ. À, con gà này 2,4 kg mà người ta mần luôn, nãy lấy có 265.000. 165. À, 165 anh lộn. 165.000. Đây là gà vườn không á? Gà kêu ở đây gà thả vườn đó ạ. Nay gà rẻ. Mấy nay tự nhiên heo mắc mà gà rẻ. Để cho nó ngắm hồi mình chiên được phải không? Gắp miếng tiêu ha. Tiêu. Thơm tỏi. Đây giờ bắt đầu ghém này các bạn. Tô mỏng lên lớp và nặng lớp gạch đó. Em hú đạp à. Né hả? À. Thank you.
Mấy bữa nay hổng ngày em làm ở đâu nghe? Em làm ở Phú Long Bà Giác mình anh. Ờ, Phú Long Bà Giác. Dạ. Làm được ngày nữa xong cái ổng kêu đi Bình Dương này. Ờ, xong nhà cửa yên tâm rồi ha. Dạ. Bao nữa không? Chắc hơn nửa bao đủ anh à. Nửa bao thì mình hiểu gì nữa. Còn khúc này không hả? Rồi đi nửa bao nó dính được rồi chứ. Này tạo thêm đá hồi nghĩa đổ cái bếp luôn, đang làm cái dĩ đây, đang đường dĩ đây. Ê, nãy về rước mấy nhỏ lên chơi. Bảo 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 cha con hả? Có đâu mình không thấy, nhìn lại kìa. Nói sao cái trời mà đổ mồ hôi. Kêu chị Ba Quy ra coi. Dạ, dạ là... không có chảo bự, có chảo tí nị nè. Mình chiên từ từ đi. Mình chiên từ từ. Giờ thấm hết chưa? Thấm rồi. Lâu lắm rồi. À. Cũng mới đây chứ. 15 phút là đủ thấm rồi. Mày cho dầu nóng mày mới bỏ vô. Dạ ông bà ơi. Dạ ông bà. Con là gì? Con là Lý Dương Trạng. Giờ mình chiên hơi cho đứa một cục nha. Nóng rồi. Nóng rồi. Rồi thôi con đi lên chơi với em đi. Chưa nóng không? Cho nó nóng thì chữ lên. Bỏ vô nghe cái xèo á. Em đứng đây học chị nấu rồi. Sàn nước thì anh em ngâm gạch cho nó ướt gạch, nó mềm gạch đó, thấm gạch nó không bị hóc. Rồi nóng rồi. Có cái muỗng này nó chịu nữa, có cái chạm nữa không? Ừ, cái chạm. Nó nắng. Mình cũng làm từ từ, đợi mấy ông thợ. Thợ
cây làm cái đâu rồi, để làm không kịp, chết luôn á. Không kịp thợ ăn hết không? Hơn nữa rồi. Còn thợ nghĩa sao rồi thợ nghĩa? Thiếu mấy cộng đủ anh ơi. Còn ít thiếu ít kẽm nữa không phải không? Dạ. Rồi cái dĩ này tính ra cái dĩ bếp này chắc luôn nha. À, mua thêm ít sắt 8 chứ còn tận dụng sắt cũ à. Nói khúc khúc vô đại cho nó cứng thì đổ chừng mười mấy ngày mới ginh lên bếp. Anh chiên ba chảo không? Hai chảo. Ừ. Với mình chắc đại đại vô nào, có đây là dầu trước lấy cái trước ha, nào chín trước lấy cái trước. Nó dính tại vì dầu cũng nhiều nó có dính. Nào chín trước lấy cái trước. À, sao thử? Gà món này món gì, gà chiên nước mắm nha. Mời tôi chấm nước tương hả? Tính chấm nước tương. Tương lấy kéo sắc ớt cho. Ờ, sắc thôi, hay hơi vài lát thôi, để nhỏ cay, nó nhỏ cay ăn được. Bầm á, em ra đây chị bầm cho. Được, em ăn được, chị chi hết. Nhúng vô, chiên xong mình nhúng vô đây. Ừ, đây mình ra tô đây. Mình sắc cho mấy nhỏ cái dĩa này. Để thịt á cho mấy nhà. Làm gì nè? Anh hai. Làm mồi nhậu anh hai ơi. Đã cho thợ. Nè. Làm cho thợ hồ. Đeo bây giờ. Đây, nãy trưng bày kiếm cái gì đùi đùi cho mấy nhỏ là nha. Cái gì đây nữa là xong. Thế là xong rồi. Hồi nãy mình sắp cho hai đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ là một chữa rồi. Này là người lớn. Nhiêu đây nữa là mình dọn được rồi, thợ con gà chia được hai dĩa nha. Hai dĩa đầy luôn á, có dĩa nhỏ thì ít. Dĩa mấy đứa nhỏ ít hơn. Mình chiên thịt gà cũng thợ cũng làm xong rồi. Còn mấy miếng lót mấy miếng nữa còn nữa thôi. Đổ cái dốc của Nghĩa Hữu Nghĩa lên hả? Đúng rồi, còn dư miếng đổ đan rồi. Còn dư cái nó đổ thêm nó là cái lập lờ luôn. Biết mà. Tấm đan biết nó em dài. À, bị ngang 6 tấc dài 2.2. Mấy con kìa, tự gấp đi. Ăn bún ha, ăn gà. Giờ thì mời quý vị các bạn cùng dùng bữa cơm với gia đình nhà Nghĩa nha.
Ở bữa gà chiên. Anh Thông ơi. Anh Thông, mời Quang với Thông lên ngồi đi. Đâu, cắt xe được không? Được không con? Ngon không? Bà bắp thịt được không? Quy ngồi xích vô con. Không có cay. Bảo sợ cay. Bà bảo bây giờ nào? Đây, con gấp cho em gấp, bảo cho cái gì nó cầm cầm đi, cái có cái cùi á. Ừ. Không ăn. Vậy con ăn nào? Ờ con ăn đó hả? Con mè này nha. Nha. Bảo ăn rau củ. Ăn cục thịt đi bảo. Tài, gấp cái tài nào cho tao đó rồi. Tài tài ăn bún không con? Ừ, thôi ăn nữa. Tự ăn nó gấp rồi nó tự nhiên hơn. Rồi ăn tự nhiên con. Rồi mời. Anh Phong, với anh Quang đâu? Vô ngồi đi mấy anh. Để rồi, lấy ly rồi bắt nước rồi. Ăn ra cưng. Tao có gì gan. Giờ nhà sạch quá, người nào mất cỡ. Đúng rồi, cái nhà sạch trong bộ đồ mình bị vô ngồi đi. Đây. Anh qua đây nè. Ơi, gạch lao sao nó bóng hơn cái mình nữa. Ở cái nhà bếp lót xong bạn mà còn hơi ướt, trời chút xíu là thịt sạch cái xuống mình quay cho các bạn xem nha. Ăn rồi mới lao được. Từ từ bún mẹ. Ăn bún không? Thôi thôi để gai mời hai chồng chủ nhà luôn đi. Dạ. Chủ nhà mắc cả của mình đang đợi. Lao chờ mấy tiếng thôi cô lao cũng được. Lớn lớn giờ lao mặt lao bị sập à. Nhỏ con giờ có quét á, giờ muốn mau á giờ vô cát cô cái em lấy chỗ không quét. Để vậy thôi đi với bà đó. Chỗ nè. Lúc gì vậy? Thiệt chứ. Ủa thì sao? Ha của mình này có dám đẹp không? Nóng lột da sức nó mỏi luôn không? Trời sức nó mỏi luôn á. Nó ngọt thì ga quá tài ta. Nó ngọt thì gấp chưa? Nó xì thì ga quá tài. Kê chén vô. Ăn cái đùi nè. Cái đùi xì này mới à. Đùi có da nè. Ê có da luôn. Từ nó vô hay gì vậy? Cứ ngồi bình thường đi má, cứ ngồi bình thường đi. Anh né quay được. Vô rồi. Vô lại đây. No chưa con? Đâu vậy dĩa hết rồi hả? Hết rồi. Ngon hả con? Để dưới xương vô. Dưới xương, xương hả? Ăn nữa không? Gấp bên đây qua nè. Ăn nữa không? Còn nhiều nè. Còn nhiều nè. Hả? Ừ? Con dưa leo hả? Ở đây không có dưa leo. Nó đâu đớt. Cho tấm mỡ. Này ngon quá mà. Không cho nó miếng dưa leo xong. Miếng này ha. Miếng gần miếng. Miếng ba bốn miếng lộn á. Thật tình mà, nói xin miếng gần miếng à. Ăn cải không? Ăn cà chua không? Ăn cà, ăn cà cho đẹp da. Ăn thịt đẹp dáng. Thì bổ á. Bên này ăn mấy ăn thịt đẹp dáng. Dì bắt ăn rau không hả? Nó phải ăn rau nãy. Nãy bảo ăn dưa leo với cà chua. Đây nãy giờ á chờ cho nó gáo gáo rồi chị em mới ăn xong rồi xuống lau gạch lên hả. Ồ đẹp quá. Đây, em đi bước chạy coi nha. Đó, bây giờ để cứ xong cái cạo ra cái chét gòn lại sáng lên. Nãy giờ chưa chét gòn được đâu. Chưa, con ướt nhẹt hả? Tại vì vừa cán gạch thôi một hồi nói nghĩa à đúng rồi, cạo đường gòn bỏ hết thì mai chiều tét cũng được đó. Hơi tối. Ở đây tối quá, Thủy ơi, vậy đi ơi. À, tạm thời giờ lên nhà trên đi.
cái mình chào mình kết thúc clip với Ngân cái xuống làm tiếp. Vậy đi. Vậy đi Mai ơi. Làm xong mà cũng trời cũng tối mà, 5 giờ mấy rồi. Ăn uống xong rồi, bây giờ đó mình phải gọi lên cái phần hôm nay miếng gạch á. Câu rồi. Ở ngoài bữa nữa trời sáng rồi, tại đang trời chỉ đứng mưa. Hên á, làm cái việc xong gặp. Xong rồi á, trời dưới mưa nên là đó mà đưa làm ngoài mưa là nó bị tô xi măng. Đây cái vách của em Nghĩa đã tô hoàn thành đây nè. Cái này nhanh đó ha. Mà khô ha, sáng vậy vậy nó trắng trắng từ từ nó khô mốt trắng lên nè. Cái nhà dưới thì còn cái còn mới lót còn ướt nên nó chưa cắt gòn được. Cái phần nhà tắm đó cũng, tại vì tối rồi. Cái phần nhà tắm đó tôi ở nhà tôi cán cho rồi nha. Dạ, dạ. Cũng còn xi măng với cát thì đó là em Nghĩa làm được. Có một chị Hồng ở bên Mỹ gửi cho chị là 200 đô là chị đổi ra được 4.6 thì vật dụng mình mua cưng đã biết rồi. Thì cưng có lời nào cảm ơn chị không? Dạ, hai chồng em cũng cảm ơn chị Hồng rất nhiều ạ. À. Giúp đỡ em làm nhà sao với tô này cho hoàn thiện. Cảm ơn chị Hồng. Dạ, cảm ơn lúc trước chị cũng có đã giúp đỡ cho vợ chồng em. Dạ, cũng cảm ơn chị Hồng nhiều lắm. Được cái nhà vậy là thoải mái tôi đi làm kiếm tiền để lo cho hai đứa cháu đi học. Còn em ăn thì đưa con đi học với cũng làm lặt vặt ở bên nhà. Thì cũng thay mặt gia đình Hữu Nghĩa cảm ơn chị Hồng đã giúp đỡ cho em lót được cái nền đó cũng sao nữa. Và cái nhà của Hữu Nghĩa là hoàn chỉnh rất là đẹp luôn á. Thôi mình chào clip luôn đi. Clip Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thi, Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.